lực lượng cứu hộ Indonesia đã làm việc suốt đêm để tìm kiếm hàng chục người đi bộ đường dài bị mắc kẹt trên núi Marapi trên đảo Sumatra sau khi núi phun tro bụi cao 3.000 mét, cao hơn chiều cao ngọn núi lửa. Theo CNA, một quan chức cứu hộ địa phương cho biết, những thi thể những người đi bộ đường dài được phát hiện gần miệng núi lửa Marapi sau khi ngọn núi lửa cao 2.891 mét trút tro bụi xuống các ngôi làng gần đó. Quan chức này cũng cho biết 12 người mất tích, 3 người nữa được tìm thấy còn sống và 49 người đã xuống khỏi miệng núi lửa an toàn, một số bị bỏng và gãy xương. Lực lượng cứu hộ thay phiên nhau đưa họ xuống bằng cáng. Nhà chức trách không thể thực hiện tìm kiếm bằng trực thăng vì vụ phun trào vẫn đang diễn ra. Người phát ngôn của cơ quan cứu hộ địa phương Jody Hajawan cho biết nỗ lực cứu hộ đã bị gián đoạn do các vụ phun trào lẻ tẻ, nhưng việc tìm kiếm vẫn tiếp tục bất chấp rủi ro. Marapi đang ở mức cảnh báo thứ 2 trong hệ thống 4 thang cảnh báo của Indonesia và chính quyền đã áp đặt vùng cấm 3 km xung quanh miệng núi lửa.